gọi là map forest là gì anh nhỉ? Và ý tưởng đặc biệt hình thành nên map forest là sao? So coming to the question number one related to part, the question number one of part three, it means we're gonna find out more information about the map forest. So I would like to ask Mr. Tuong about what's a map forest and what were the special idea that formed the map forest. Ok, để thì ta bắt đầu đi vào rừng đi ạ. Nói mãi, nó bao nhiêu stream nói về câu chuyện rừng rồi chứ ai nhìn thấy cái rừng như nào. Thì để hôm nay các bạn ngồi xuống đây tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện về rừng. Câu chuyện đã bắt đầu, ngày xưa, keep mở anh kì. Dạ ok. Yeah, one upon a time. Ngày xưa. Chuyện nào bắt đầu nó giới thiệu thì đi vào rừng bao giờ cũng phải là ngày xưa. Ngày xưa thì ở khu rừng của Phạm My, những cánh rừng của Phạm My chúng tôi không phải là chỉ là rừng không chỉ là rừng không mà chúng tôi có các dân tộc ở đấy, và chúng ta có tổng cộng các dân tộc sống ở trong cánh rừng đấy. Chỉ chúng ta có các dân tộc cũng như các mối quan hệ chính trị, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu qua các bạn trước về các dân tộc cũng như các cái thể chế chính trị ở trong cái thế giới các cái khu cánh rừng này với nhau như các cái vương quốc ấy. Thứ nhất ấy, là tổng quan về các cái dân tộc ở trong đây. Ok, các bạn có thể nhìn rất nhiều tộc. Đầu tiên, đây là một game Việt này, chúng ta cũng phải có một sự ưu tiên nhất định cho game Việt. Chúng ta có tộc người Bách Việt. Tộc người Bách Việt thì là một tộc người có nền văn hóa lâu đời về miền nông nghiệp, về lúa nước. Và trong game ấy thì người Bách Việt đại diện cho nguyên tố là nước. Nói thì các bạn hiểu là khi mà mỗi bộ tộc này nó đại diện cho một cái nguyên tố, và những nguyên tố đấy nó sẽ có tính tương sinh và tương khắc với nhau để trong cái câu chuyện về mặt battle, về chiến đấu ấy, thì các bạn chú ý lắng nghe phần này. Người Bách Việt sẽ đại diện trong nguyên tố nước, và khi mong muốn đưa vào Bách Việt vào đây thì mong muốn là truyền bá cái văn hóa dân tộc trong game. Nên là chúng ta là dân Bách Việt thì chúng ta thờ phụng là chim lạc, chúng ta có những cái nét văn hóa đặc trưng riêng của người Việt, thì như thế nào thì các bạn cũng sẽ xem ở khi mà trong game các bạn sẽ thấy. Đến với dân tộc tiếp theo. Tộc tiếp theo thì đây là một dân tộc người thiểu số ở dựa theo các dân tộc của Nhật Bản. Thiểu số chúng ta có Ninja Fuwa và Ninja Uchiha, có hai tộc. Đây là chuyển được lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản, tức là ninja lâu đời nổi tiếng trên thế giới ấy. Thì trong Fami cũng có đại diện văn hóa này. Trong các tộc game ấy, tộc Fuwa đại diện cho nguyên tố gió, nhanh. Rất là nhanh và rất là dứt khoát thì đại diện cho nguyên tố gió. Còn tộc Uchiha thì đại diện cho nguyên tố lửa. Đó, thì đây là hai cái tộc về ninja ở trong ninja sống ở trong rừng này, ở trong Fami. Ok, một cái tộc tiếp theo là tộc thì cực kỳ mạnh mẽ rồi. Đây là Viking. Viking thì người ta thường nhắc đến, người ta thường Viking, đúng không? Yeah, chúng ta có Viking ở đây thì nhắc đến Viking là như những người chiến binh đi trên thuyền rồi ăn sóng nói gió. Nhưng mà họ cũng là những người nông dân rất là giỏi, những người rất là lực lượng ông ta, và cái các bạn có thể nghe thấy sẽ thấy là thể lực rất là tốt rồi, đúng không ạ? Thì trong game ấy thì người Viking thì đại diện cho nguyên tố là cây, nguyên tố nước, nguyên tố gió, nguyên tố lửa, nguyên tố cây, thì là tộc người Viking. Sau nữa thì chúng ta đến tộc người văn hóa đi, thì chúng ta sẽ có người Ấn Độ. Người Ấn Độ thì đại diện cho nguyên tố về sấm sét. Đây là cái mong muốn của Fami khi mà đưa cái văn hóa vùng Lưỡng Hà, tức là muốn cái liên quan văn hóa vùng Lưỡng Hà cổ đại. Thế là ngày xưa thì cái khu vực vùng Lưỡng Hà đấy nó là phát triển về kinh tế, về nông nghiệp ấy, tại vì gần sông mà, phát triển về nông nghiệp thì rất là đa dạng cũng như là giao thương. Thì cái khu vực Lưỡng Hà này sẽ được thể hiện trong game bằng đại diện là người Ấn Độ, và vì là người Ấn Độ thì sẽ thờ các cái liên quan đến về Phật giáo, nên là nó cũng nét cái văn hóa về Phật giáo ở trong game này nữa. Thì như thế nào thì các bạn phải cùng xem khi mà ra mắt cái map rừng. Ok, tộc tiếp theo là tộc Khmer. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao các tộc khác thì hình ảnh nó rất là trừu tượng, nó rất là gọi là gì, rất là hình tượng hóa, đúng không ạ? Nhưng mà đến đây lại đúng người thần này, thì thực ra đây là cái do cái thanh niên viết cái thiết kế cái lối chơi cho đoạn này, thì thanh niên này idol với bạn này mong muốn là các bạn được để ảnh vào đây. Thì ok em, ok Hiếu nhá, ảnh của em đã được đưa lên rồi đấy. Tộc người Khmer thì chiếm 90% ở Campuchia, thì ngôn ngữ của Khmer là một ngôn ngữ thuộc hệ Nam Á, tức là đại diện của Khmer thì cũng là gió, đại diện nguyên tố thì cũng đại diện là gió luôn. Ok,
Về các cái nguyên tố, về các cái nguyên tố trong đấy thì mình cũng có chia sẻ, thì các nguyên tố này thì ban đầu các bạn chỉ cần làm quen với các nguyên tố về về nước, về lửa, về gió, về sấm sét, thì về cây thì những cái nguyên tố này nó sẽ là những nguyên tố về tính tương sinh tương khắc rất là cao. Và sau đấy nữa thì mở rộng ra, chúng ta có những nguyên tố nó mở rộng dần lên theo các cái level, theo các cái kích build up hệ thống của các bạn. Thì sau đấy chúng ta với những cái build up như thế này, cái vòng tròn bạn như thế, thì dự kiến cho để tất cả các lối chơi khi đưa ra chúng ta sẽ phải mất 3-5 năm, tức là Family đã vẽ cho câu chuyện từ 3-5 năm cho game này rồi. Các bạn có thể chơi nó giống như một cái game, một thể loại game kinh điển như bài đấy, là và cái lộ trình phát triển nó sẽ kéo dài rất là lâu theo các cái hệ nguyên tố tương sinh tương khắc với nhau trong game nữa, thì cũng như các dân tộc hiện tại trong game. Thì chính vì vậy mà tin rằng là sẽ đưa ra được từ khi map rừng đưa ra. Với map rừng đưa ra thì ngay lập tức sẽ không đưa ra toàn bộ các cái dân tộc này đâu, mà đấy chỉ là giới thiệu thôi. Còn sau đấy thì mỗi một bộ tộc hay mỗi một điểm nhấn nó sẽ được dần dần khắc họa trong mỗi một cái tính năng được đưa ra mới cho các bạn. Đó thì là những cái giới thiệu rất là sơ qua về rừng, để các bạn giới thiệu về rừng để các bạn có thể mường tượng được là câu chuyện cả một cái thế giới zombie nó vận hành như thế nào. Chúng ta vừa làm việc rất thực tế nhưng chúng ta cũng có yếu tố, không thể thiếu những yếu tố về mặt tâm linh được. Ngay cả ngoài đời thế thôi, chúng ta vẫn có những yếu tố về mặt tâm linh, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, đúng không ạ? Đấy thì bên trong game nó cũng như vậy. Ok, nhờ Jenny. So, when we mentioned about what is the special idea to form the map forest, so as you already know, that's when we're talking about the forest at the beginning, the idea is taking from their ethnic system in farming. So there are 15 systems in all, and including 3 level. Each level has 5 different systems. So at level 1, there will be wind, light, water, fire, and mock. This is also this is the thunder. So this is also the first stage of map forest with many meaning, not only inspiring the construction of metaphorical real life habits, but also bringing their ethnic identity through activity in the game. When we're talking about level 2, there are also different types of systems, from ice, lava, mountain, light and storm. And the level 3 will be the stone, metal, earth, darkness and spirits. So at the moment, currently Farmy is focusing on developing map forest according to the level 1, including ethnic system, such as Mr. Tung already mentioned with you guys. The first one we would like to mention here is Bạch Việt people. So with the desire to spread the national culture into the game, there will be an ancient Vietnamese village. The Bạch Việt ethnic group worship the lab bird. And in the game, Bạch Việt will represent the element of waters. Secondly, is the Uchiha ninja people, inspired by Japanese cultures. Ninja has long been famous around the world, and in Fami there is also an image representing Japanese cultures, the ninjas, villages, sculptures in the forest. So in the game, the four tribes will represent the element of wind, and the Uchiha clan will represent the element of fire. So furthermore, when Mr. Tong also talking about Viking people, right? I think this is also one of the most famous culture in the world. So people often refer the Viking people as the itinerant warrior on the boat or pirates, but they were also the good farmer as well. And in the game, Viking represent the element of tree. Furthermore, last but not least, when we're talking about the Indian people, right? When we talking about this one, we really desire to bring the culture in ancient Mesopotamia area,
and represent the Indian into the game to diversify the races in the game. So in the map forest, the Indian represent for the element thunder. Furthermore, as you can see from the furthermore, you also can see like from the string, we also had the Khmer people, and furthermore, we also had different type of people and the tribal from around the world, and they are gonna create different, and they are gonna represent for different element that we are planning to develop in the future, not only wind, light, water, or fire, but also like lava, mountains, light, stone, metals, right? And each element is going to have their own story, which is related to each type of ethnic in the world. Yes.